Trong trang phục của người phụ nữ Thái, bất kỳ chi tiết nào cũng đều làm tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và duyên dáng của người phụ nữ. Ngoài váy, áo, thắt lưng và trang sức thì có một vật không thể thiếu, đó chính là chiếc khăn đội đầu. Chiếc khăn là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, thể hiện sự khéo léo của người con gái Thái, là vật thiêng để bảo vệ, che chở cho linh hồn của người phụ nữ. Và trai gái yêu nhau cũng nhờ chiếc khăn để giải bày tâm tư, tình cảm. Thưa quý vị và các bạn, hẳn mỗi chúng ta đều đã từng nghe bài hát Chiếc khăn phiêu của nhạc sĩ Doãn Nho. Chiếc khăn phiêu thêu chỉ hồng, theo gió cuốn bay về đâu? Vâng, đó là những ca từ rất đẹp nói về chiếc khăn phiêu, chiếc khăn đội đầu của đồng bào Thái. Và chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và khám phá về giá trị và ý nghĩa của chiếc khăn đội đầu của đồng bào Thái ở bản Liên Đình, xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Chiếc khăn đội đầu của đồng bào Thái nơi đây có ý nghĩa và giá trị như chiếc khăn phiêu của đồng bào Thái vùng Tây Bắc nước ta. Nhưng vì người Thái nơi đây là người Thái hàng tổng, cho nên bà con không gọi là khăn phiêu mà gọi là khăn tài. Bản Liên Đình, xã Chi Khê nằm trọn trong một thung lũng rộng lớn, bản dựa lưng và dãy núi hùng vĩ. Phía trước là dòng suối thơ mộng, tưới mát cho những cánh đồng lúa bạt ngàn. Từ xa xưa, người Thái hàng tổng nơi đây đã biết chọn địa thế đẹp để dựng bản lập mường, để phù hợp với lối sống chan hòa với thiên nhiên, với tâm hồn lạc quan của họ. Bà con sống đoàn kết, trân trọng và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Hiện nay, bản làng đang duy trì được nhiều bản sắc văn hóa đẹp như tiếng nói, chữ viết, dân ca, dân vũ, nhà ở và trang phục. Sở dĩ chúng tôi chọn bản Liên Đình để giới thiệu về chiếc khăn đội đầu là bởi vì chị em phụ nữ nơi đây nổi tiếng khắp vùng về sự khéo léo khi dệt thêu nên những sản phẩm thổ cẩm bền đẹp, đặc biệt là chiếc khăn đội đầu. Bà con nơi đây gọi khăn đội đầu là khăn tài. Theo bà con, khăn tài có ý nghĩa và giá trị vô cùng quan trọng đối với mỗi một người phụ nữ Thái. Khi đội khăn lên đầu thì linh hồn của người phụ nữ sẽ được thần linh chở che bảo vệ. Chiếc khăn cũng là vật để đánh giá về đức tính và phẩm hạnh của người phụ nữ Thái. Mỗi chiếc khăn là một câu chuyện thể hiện qua họa tiết, sắc màu để nói lên tâm tư, tình cảm của mỗi người phụ nữ. Ngoài ra, khi trai gái yêu nhau, họ cũng nhờ chiếc khăn để giải bày tình cảm. Còn đối với người chết thì chiếc khăn là vật đưa đường chỉ lối cho linh hồn người chết được siêu thoát lên mường trời. Lá nơi chứ hơi đây ăn thì ăn không. Người Thái ta có truyền thống đội khăn tài từ thời cha ông truyền lại. Đội khăn khi cưới hỏi, khi đi nương đi rẫy, khi làm đám cho người chết cũng đội khăn tài. Vì thế con gái Thái phải biết cách làm khăn tài, không được bỏ quên, biết thêu khăn đẹp, tức là cô gái đó rất siêng năng, cần cù, biết vun vén cho gia đình. Chính phủ chỉ đang là tên hết. Đến với các bản làng người Thái, hình ảnh những cô gái Thái duyên dáng với chiếc khăn đội đầu luôn để lại ấn tượng đẹp cho mỗi người. Và càng ấn tượng hơn với những họa tiết hoa văn tinh xảo được thể hiện trên mỗi chiếc khăn. Đó là hình những con vật gần gũi trong cuộc sống như con voi, con hươu, con bướm, là những loại cây như dừa, hoa rừng. Tất cả đều tái hiện lại quá trình khai sơn phá thạch, cũng là để nhắc nhở mọi người phải biết ơn trời đất và thiên nhiên vạn vật đã ban tặng nhiều thứ cho mình. Chiếc khăn tài gắn bó và thân thiết với mỗi người phụ nữ Thái trong suốt cả cuộc đời, và cách vấn khăn cũng sẽ thay đổi cho phù hợp theo từng lứa tuổi. Khi còn trẻ thì sẽ đội phần hoa văn sặc sỡ ra phía trước để tôn thêm vẻ trẻ trung tươi sáng của cô gái trẻ. Với người trung niên thì sẽ đưa phần hoa văn ở cuối khăn lên phía trước để thể hiện sự nhã nhặn đằm thắm. Người già sẽ đội phần màu đen lên phía trước và chỉ để lộ một phần hoa văn ra ngoài,
nhằm làm rõ sự từng trải là điểm dựa cho con cháu trong nhà. Chiếc khăn tải có giá trị văn hóa rất là đặc sắc, nó là vật không thể thiếu đối với bất cứ người phụ nữ Thái nào. Vậy cách làm khăn tải như thế nào? Nó đơn giản hay là làm công phu tỉ mẩn? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến nhà chị Lương Thị Thúy ở bản Liên Đình, xã Chi Khê, huyện Con Cuông để cùng tìm hiểu cách làm khăn tải như thế nào nhé. Chào chị, đấy có phải là cái công đoạn đầu tiên để làm nên chiếc khăn tải phải không ạ? Đúng rồi, đây là công đoạn đầu tiên đấy. Là công đoạn thiến cái sợi này, tức là cuộn sợi là vào cái ống nhựa này, là chúng tôi lấy từ ở trên rừng về để làm cái ống, cuộn cái ống cái sợi chỉ này vào để làm để dệt lên cái khung cửi đấy. Vâng, chị có thể cho em xem những cái cuộn sợi của chị được không ạ? Đấy ạ, dạ, nó cũng như cái cuộn sợi màu đen này đúng không ạ? Đúng rồi. Thế những cái vòng sợi như thế này thì chị lấy ở đâu ạ? Hay là chúng ta mua ở chợ, mua giấy chợ á. Dạ. Thế bọn chị mua ở chợ về xong là cuộn thành những cái cuộn sợi như thế này ạ. Thế mục đích của cái việc cuộn thành những cuộn sợi như thế này thì như nào chị? Để dệt lên, để cuộn từng vào từng ống nhựa này một, để khi mình dệt á thì mình dệt mình kéo cho đều. Dạ. Để làm lên những cái khung cửi như thế. Sau cái công đoạn cuộn sợi để tạo thành những cái sản phẩm như thế này thì các chị sẽ tiếp tục làm công đoạn gì nữa để tạo ra được cái chiếc khăn tải đẹp đẽ? Chúng ta là kéo sợi để làm cái nền tảng, tức là cái phần chính của hắn. Sau khi là làm xong cái nền tảng, cái dây đưa lên khung cửi rồi, là chúng ta phải chọn màu, chọn những cái màu để thêu lên trên khung cửi này để tạo thành những cái hoa văn này. Các chị phối các màu khác như thế nào nữa ạ? Chúng ta là tùy theo sở thích của từng người. Ví dụ chúng ta chọn chọn thì cùng trong ví dụ 7 màu: xanh, đỏ, trắng, tím, vàng. Nhưng mà thường thường là màu tím là màu tối, là chúng tôi không thêu lên. Chúng tôi chọn màu trắng, màu vàng, màu xanh với màu đỏ để cho hắn nổi bật cái hoa văn này lên. Quá trình làm như thế thì cái khâu nào là cái khâu mà các chị thấy là đòi hỏi sự tỉ mẩn và cẩn thận nhất ạ? Cẩn thận nhất là cái khâu ta thêu phải cho chuẩn, cho đúng. Nếu không chuẩn không đúng là những cái hình này là không hợp nhau. Bắt buộc mình phải thêu cho thật chính xác, cho nên là mới trở thành cái hoa văn hắn mới hợp nhau như thế này mới đẹp. Chị ơi, thì ngay bây giờ chị có thể thêu cho em để em xem được không ạ? Có để chị thêu cho em xem nha. Đấy, những cái hoa văn đã thêu sẵn rồi. Đây là chị, đấy thêu như thế này mà chúng ta phải đếm. Ví dụ như là cái mô lên 3 đôi thì lấy 3 đôi, cái mô lên 1 đôi thì phải lấy 1 đôi để cho hắn khớp nhau. Chị ơi, những cái sợi như này nếu mà khi đã thêu hết thì chị lại nối lại ạ? Lại nối lại nhưng mà ta phải giấu những cái sợi nó khỏi hắn mình về che cái khuyết điểm của hắn đi. Nếu mà mình không giấu, mình mà cắt không giấu được là cắt ngang đi là hắn không đẹp về hắn hư đi. Thế các chị làm như này thì khỏi hết bao lâu thì xong một cái ạ? Một cái thường thường ví dụ như mình được ngồi ở nhà thì một cái như thế này là khoảng 5 ngày. À, có nghĩa là làm liên tục ạ? Làm liên tục là 5 ngày là xong một cái ạ? 5 ngày là xong một cái. Cho về trước đây thì cách làm bây giờ nó khác như thế nào ạ? Trước thì họ phải là làm kiểu chưa khoa học mấy thì họ làm theo cái trước làm công phu và cầu kỳ hơn, nhưng mà cũng không đẹp bằng như bây giờ. Bây giờ thì cũng theo cái cách làm mới là vừa nhanh hơn mà đẹp hơn, nhìn cũng sáng sủa hơn. Quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta vừa được tìm hiểu các công đoạn để làm nên một chiếc khăn tải.
Quả thực là nó không hề đơn giản đúng không ạ? Nó rất là cầu kỳ và công phu. Nó đòi hỏi sự tỉ mỉ cũng như là cẩn thận của người phụ nữ Thái. Điều đó cho thấy là những chiếc khăn tải như thế này nó có giá trị rất là đặc sắc và ý nghĩa vô cùng lớn. Dẫu cách làm khăn tải có đòi hỏi sự cầu kỳ tỉ mẩn, dẫu cuộc sống hiện đại đang có nhiều loại mũ nón tiện lợi, nhưng bà con vẫn mặn mà với chiếc khăn tải, cũng là mặn mà với nghề dệt thổ cẩm truyền thống để giữ gìn cội nguồn, giữ gìn truyền thống của dân tộc. Vì vậy, lúc rỗi rãi công việc đồng áng, chị em lại miệt mài với công việc yêu thích của mình để bồi đắp thêm đức tính cần cù chăm chỉ của người phụ nữ Thái. Mỗi khi ngồi vào khung cửi, các chị như quên hết những mệt nhọc, say sưa với từng đường thoi mũi chỉ, gửi gắm bao điều tâm sự, kế thừa những quy luật thêu thùa truyền thống. Nhưng các chị cũng phát triển để phù hợp với cuộc sống hiện tại. Chiếc khăn tải đạt đến độ tinh xảo về đường nét hoa văn bởi nó là sản phẩm của sự kế thừa và sáng tạo. Những người lớn tuổi trong bản đã làm tốt vai trò truyền nghề cho thế hệ sau. Bà Vi Thị Phúc nổi tiếng là người làm khăn tải đẹp nhất bản. Từ kinh nghiệm của mình, bà đã dạy cho rất nhiều con em, truyền lại cho các cháu niềm đam mê dệt thổ cẩm. Nhờ vậy, dẫu ngày nay đang có nhiều thú vui chơi giải trí hấp dẫn, nhưng nhiều bạn trẻ vẫn tìm về với thổ cẩm, kiên trì học thêu học dệt, lĩnh hội đầy đủ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Tôi là được đi là học lớp nâng cao tay nghề, giờ là từ năm 2005-2006 nữa nè, giờ là được cái thêm cái màu mà nữa, giờ là tôi làm truyền thống để cho bà con xung quanh đến mua, từ nhỏ đến già anh đến mua của bà, giờ là để giữ lại cái lưu truyền cho dân tộc. Tôi là lập cái tổ nhóm, giờ là trong thôn bản là cứ 5-6 người dừng một khung để bay cho các tầng lớp trẻ em thanh niên với người già ai cũng đang học màu mà mới làm khán tài nữa thì kiểu nhiều màu mà không đẹp lắm thì vẫn làm gì, còn màu mà đẹp thì vẫn khó. Khán tài thì nguồn gốc là từ khi là lớn lên đã thấy truyền thống của đời xưa nó truyền lại rồi. Cho nên các bác cũng là nhìn lại cái màu mà nó để làm theo luôn. Hằng ngày em đi học về là được nghỉ là em đến nhà bà Phúc để học về cách thêu chiếc khăn tài. Vì đấy là chiếc khăn truyền thống của người dân tộc Thái chúng em, cho nên là em muốn giữ gìn chúng để những thế hệ sau có thể biết được về chiếc khăn tài của người dân tộc Thái. Từ việc duy trì và lưu truyền tốt như vậy, nên trên mọi hoạt động của bà con người Thái nơi đây, khăn tài vẫn hiện hữu vẹn nguyên giá trị của nó. Khăn tài đã theo chị em lên nương lên rẫy, đi hội mường hội bản. Khăn tài không chỉ che nắng và giữ ấm, mà nó còn là tiếng vọng của cội nguồn, là niềm tự hào của mỗi người phụ nữ Thái. Trong quá trình mở cửa và đẩy mạnh sự giao lưu, khăn tải của người Thái đang đến với du khách gần xa. Để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, Hợp tác xã Dệt Thổ Cẩm Bản Liên Đình đã không ngừng cải tạo mẫu mã, nâng cao chất lượng khăn tải. Do vậy, những chiếc khăn tải ngày càng trở nên quyến rũ và duyên dáng, lôi cuốn bất cứ ai mỗi khi đến thăm bản làng. Khăn tải được làm nên từ chính những chủ nhân thân thiện và cởi mở. Do vậy khăn tải không kén chọn người đội, ai cũng có thể đội được khăn tải và trở nên duyên dáng thanh lịch hơn. Khi khăn tải càng được sử dụng rộng rãi, niềm tự hào của bà con người Thái càng được nhân lên. Hơn bao giờ hết, mỗi người phụ nữ nơi đây càng phải tu dưỡng và bồi đắp thêm đức tính và phẩm hạnh của người phụ nữ Thái truyền thống.